Gia Huy 93 xin chào khán giả đang xem YouTube. Trong chủ đề video hôm nay, em sẽ giới thiệu cho những anh chị đang sử dụng điện thoại Oppo những mẹo hay mà anh chị sử dụng nhất định phải biết. Mẹo đầu tiên đó là sắp xếp màn hình thông minh. Đây là chiếc điện thoại Oppo hoàn toàn mới. Và anh chị thấy trên màn hình nó có rất là nhiều những cái ứng dụng mà anh chị không xài tới. Thì cách sắp xếp như sau. Đầu tiên thì ở đây nó đã có một cái đồng hồ. Thì anh chị dời cái thanh Google lên trên. Anh chị bố trí sao cho đẹp mắt thì anh chị làm. Sau khi anh chị dời cái thanh Google lên trên thì mình tiến hành mang những cái app không dùng vào bên trong thư mục giấu đi. Trên màn hình chính của anh chị nhấn vào khoảng trống. Anh chị tích vào những ứng dụng không dùng đến. Và anh chị có thể kéo qua trang bên để chọn hết những ứng dụng mà anh chị không dùng đến. Anh chị tích vào cái ô tích xanh này. Anh chị tích hết giúp em. Sau khi tích xong thì anh chị tiến hành nhắn giữ một cái ứng dụng anh chị đã tích. Lúc này thì anh chị thấy nó đã gom tất cả các ứng dụng lại. Và anh chị tìm một cái thư mục nào đó trống trải, chẳng hạn như cái thư mục nổi bật chẳng hạn, mình gom vào đây. Sau đó mình buông tay ra thì tất cả những ứng dụng mà anh chị chọn đã gom vào bên trong cái thư mục. Và sau đây thì anh chị thấy ứng dụng anh chị bấm chữ xong, anh chị thấy ứng dụng anh chị nằm rất là linh tinh trên màn hình. Và để sắp xếp những cái ứng dụng này một cách nhanh chóng thì anh chị lấy tay giữ vào khoảng trống của màn hình điện thoại Oppo, sau đó anh chị kéo lên một cái là tất cả những ứng dụng ở đây đã được sắp xếp rất là gọn gàng. Anh chị kéo qua trang bên, ở đây nó chưa sắp xếp gọn gàng thì anh chị kéo xuống một cái thì nó đã sắp xếp lại rất là gọn gàng cho anh chị. Sau đó mình bấm xong. Đây là một trong những cái mẹo mà không phải ai cũng biết. Những cái ứng dụng hay xài thì mình nên mang ra ngoài màn hình để mình dùng. Thì bên trong một công cụ sẽ có ứng dụng máy tính, ghi âm, la bàn, khóa màn hình, vân vân. Nếu như anh chị thường xuyên sử dụng những ứng dụng này thì anh chị nên lôi những ứng dụng này ra ngoài màn hình. Và nếu như anh chị lôi nhiều ứng dụng thì anh chị phải giữ vào khoảng trống của màn hình. Sau đó mình chọn vào thư mục, mình chọn những cái ứng dụng hay dùng, mình nhắn giữ ứng dụng đã chọn và mang ra ngoài. Sau khi mang ra thì mình bấm xong. Thì mặc định trên chiếc điện thoại Oppo, một số đời máy sẽ có cái phím tắt màn hình là cái phím khóa màn hình như thế này. Nghĩa là mình bấm vô là mình tắt cái màn hình mình xuống, rất là đơn giản. Anh chị chạm hai lần mở màn hình lên. Anh chị có thể nhắn giữ cái biểu tượng hình quả đi cầu này. Đây là trình duyệt truy cập mạng của Oppo, truy cập các trang web. Mình giấu biểu tượng này đi. Mình có thể bấm vào công cụ, nhắn giữ cái biểu tượng khóa màn hình hoặc là một cái ứng dụng bất kỳ nào đó, mình lôi xuống cái khung dưới cùng để tiện sử dụng. Bây giờ anh chị chỉ cần bấm vào đây khóa, rất là tiện dụng. Muốn dùng thì chạm hai lần, mở ra, khóa, vô cùng tiện dụng. Đây là cái mẹo đầu tiên mà anh chị sử dụng điện thoại Oppo nhất định phải biết.
anh chị sử dụng, anh chị muốn sắp xếp những cái bố cục ứng dụng trên màn hình ra sao thì tùy vào quyết định của anh chị. Đây là cái hướng dẫn cơ bản anh chị có thể học hỏi và chỉnh trên cái chiếc điện thoại của mình theo ý muốn. Và cái mẹo thứ hai em muốn giới thiệu đến anh chị đó là tính năng chạm hai lần tắt mở trên điện thoại Oppo. Anh chị xem, anh chị chạm hai lần là màn hình tắt tối xuống, anh chị chạm hai lần là màn hình sáng lên. Và để sử dụng tính năng này, anh chị làm như sau. Anh chị vào trong một cài đặt, anh chị kéo lên, anh chị chọn vào màn hình chính và màn hình khóa, anh chị kéo nhẹ lên. Ở đây nó ghi là nhấn đúp để khóa. Thì nhấn đúp để khóa nó có dịch ở dưới là nhấn đúp vào một vùng trống trên màn hình để khóa. Thì ở đây nó tắt xuống như thế này. Anh chị bật lên giúp em. Và anh chị kéo xuống nữa. Anh chị bấm vào nhấn đúp để đánh thức. Thì tắt xuống như thế này. Thì anh chị bấm tích xanh lên. Nhấn đúp để đánh thức hoặc tắt màn hình. Đây là hai tính năng cực kỳ cao cấp mà anh chị sử dụng điện thoại Oppo nhất định phải biết. Một số dòng điện thoại Oppo giá bình dân và một số dòng lỗi thời của vài năm trước sẽ không có tính năng này. Anh chị lưu ý giúp em. Và một cái tính năng cực kỳ thông minh, hữu ích, anh chị nhất định phải sử dụng trên chiếc điện thoại Oppo của mình, đó là tính năng thêm những cái công cụ và tiện ích ra ngoài màn hình của điện thoại Oppo. Trên màn hình điện thoại Oppo, anh chị nhấn giữ vào khoảng trống, hoặc là anh chị có thể dùng hai ngón tay chụm lại. Dưới cùng sẽ xuất hiện một tiện ích, anh chị chọn vào đây. Lúc này thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái tiện ích ở đây. Em nói một ví dụ như điện thoại anh chị mắc cái thanh công cụ tìm kiếm Google, thì anh chị tìm cái mục Google, nhấn giữ cái thanh tìm kiếm này và lôi ra. Lúc này thì màn hình của anh chị có cái thanh tìm kiếm Google. Ở đây thì thanh tìm kiếm Google anh chị đã có rồi. Ví dụ nó mất đi, nó mất đi như thế, thì anh chị muốn mang ra thì anh chị nhấn giữ khoảng trống, anh chị chọn vào một tiện ích, mình kéo lên, mình tìm cái mục Google. Ở đây có chữ Google thì mình nhấn giữ và lôi cái thanh tiện ích ra ngoài. Sau khi anh chị lôi ra thì anh chị bấm xong ở đây, thế là xong. Ngoài việc anh chị thêm thanh tìm kiếm Google thì anh chị còn có thể thêm những cái công cụ tiện ích khác như sau. Anh chị nhấn giữ màn hình, thì bây giờ anh chị muốn thêm tiện ích khác thì mình chọn vào một tiện ích. Ở đây nó có rất là nhiều những cái tiện ích anh chị có thể sẽ sử dụng, như là Gmail, Google, đồng hồ, lịch, vân vân. Ở đây có lịch, em nhấn giữ thử một cái lịch, em mang ra màn hình cho anh chị xem. Thì đây là một lịch. Nếu anh chị lỡ mang ra, anh chị không thích, có thể ấn giữ và xóa. Và anh chị lại vào trong một tiện ích và tìm những cái mà anh chị hay sử dụng nhất để anh chị mang ra ngoài màn hình. Ví dụ như là anh chị mang cái thanh đồng hồ ra ngoài màn hình. Thì với cái thanh đồng hồ thì anh chị chỉ cần vuốt lên vuốt xuống tìm kiếm cái đồng hồ mà anh chị yêu thích. Một đồng hồ nó sẽ nằm ở mục đầu tiên. Đây, anh chị nhấn giữ bất kỳ một cái đồng hồ nào. Nếu mà anh chị nào mắt kém thì anh chị có thể chọn cái đồng hồ to như thế này. Sau đó bấm xong. Bây giờ mình mang cái đồng hồ ra ngoài màn hình rất là tiện lợi. Khi không dùng nữa nhấn giữ, xóa.
bấm xóa tiện ích là xong. Và đây thêm một cái tính năng cực kỳ hay ho và thông minh trên điện thoại Oppo. Anh chị nhấn giữ vào khoảng trống của màn hình, anh chị chọn vào mục biểu tượng ở đây. Ở đây nó có chục cái mục biểu tượng, nó có chữ biểu đầu tiên. Thì anh chị có thể dễ dàng thay đổi hình dáng của cái biểu tượng này. Ví dụ như ở đây bo tròn, thì ở đây anh chị chọn vào đây thì nó hơi vuông. Hoặc là anh chị chọn vào đá cuội thì nó sẽ ra nhiều cái biểu tượng khác nhau. Và cái hình dạng của cái ứng dụng của anh chị nó cũng khác. Anh chị còn có thể điều chỉnh cái biểu tượng ở đây, nó lớn nhỏ ở đây luôn. Cho phép điều chỉnh biểu tượng lớn nhỏ ở đây, thích nhỏ nhỏ, thích to thì to. Đây là một điều tuyệt vời mà không phải chiếc điện thoại nào cũng có tính năng này. Và một điều vô cùng độc đáo nữa dành cho những anh chị nào mắt yếu, thì khi mà anh chị kéo lên ở đây, nó cho phép anh chị chỉnh cái chữ lớn của cái tên ứng dụng. Bây giờ anh chị thấy ở đây cái chữ ứng dụng Facebook nè, khi mà mình kéo nhỏ xuống thì nó nhỏ, kéo nhỏ xuống nó nhỏ, anh chị kéo nhỏ nữa thì nó sẽ nhỏ nữa, và anh chị cứ kéo nhỏ thì nó nhỏ, và khi anh chị chọn lớn lên thì nó sẽ lớn lên. Và sau khi á, mình chọn những cái mà mình yêu thích thì mình bấm vào chữ áp dụng ở đây, thế là xong. Một điều cực kỳ hay ho, mang lại một cái phong cách riêng khi mà anh chị sử dụng cái chiếc điện thoại Oppo, rất là hay ho. Và tiếp theo là tính năng chọn bố cục. Anh chị cũng lấy tay nhấn giữ khoảng trống của màn hình. Ở đây nó sẽ có một cái gọi là bố cục ở đây. Anh chị chọn vào một bố cục. Anh chị có thể chỉnh 5 năm. 5 năm nghĩa là anh chị chọn ở đây là 5 cái biểu tượng hình ngang và 5 cái biểu tượng dọc xuống. Hoặc là 5-6, hoặc là 4-6. Và cái biểu tượng mà đẹp nhất là cái biểu tượng 4-6. Để cho anh chị dễ hình dung, thì ở cái khung như thế này, mình chọn vào bố cục, thì anh chị chọn vào 5 năm, nó sẽ dồn lại 4-6, nó sẽ thưa ra. 4 năm nó càng thưa ra nữa. Và tùy vào sở thích của mỗi người, anh chị chọn cái bố cục cho phù hợp. Sau khi mình chọn thì mình nhớ bấm vào trong cái chữ áp dụng ở đây. Lúc này thì chiếc điện thoại của mình nó sẽ bố trí lại cái bố cục trên màn hình. Thứ nhất dễ nhìn, cái thứ hai là mang lại phong cách riêng của mỗi người. Và đây là cái mẹo thứ 6. Anh chị cũng nhấn giữ khoảng trống của màn hình, anh chị kéo nhẹ qua. Ở đây nó có cái mục chuyển tiếp, anh chị bấm vào cái mục chuyển tiếp này. Sau đó anh chị thay đổi những cái hình ở đây, nó sẽ có cái hiệu ứng chuyển tiếp khác nhau. Anh chị thấy nè, hiệu ứng chuyển tiếp khác nhau. Đây là hình khối, anh chị thấy nó sẽ chuyển tiếp khác nhau lật. Và em thao tác nhẹ nhàng cho anh chị xem, lật như thế, nghiêng. Anh chị có thể chọn cho mình một cái hiệu ứng chuyển tiếp mà anh chị yêu thích. Còn mặc định của nó thì nó như thế này. Anh chị muốn cuộn hoặc là hình khối, biểu tượng cho nó mới lạ, thì anh chị có thể chọn và bấm áp dụng, thế là xong. Sau khi áp dụng xong thì anh chị bấm chữ xong nếu như nó yêu cầu. Còn nếu nó không yêu cầu thì một số dòng thì nó sẽ hoàn thành tác vụ mà anh chị vừa chọn luôn. Và trên Oppo, anh chị muốn xóa nhiều ứng dụng cùng một lúc thì anh chị chỉ cần nhấn giữ vào khoảng trống, anh chị chọn những cái ứng dụng cần xóa
cũng giống như là anh chị chọn những ứng dụng cần di chuyển, anh chị chọn hết những cái ứng dụng mà anh chị cần xóa ở đây. Sau đó anh chị bấm trở về. Lúc này ngoài màn hình hiện chữ gỡ cài đặt, mình bấm chữ gỡ cài đặt. Nó hỏi anh chị có gỡ những cái ứng dụng này không, thì mình bấm vào cái dòng chữ đỏ là gỡ cài đặt một lần nữa. Lúc này tất cả những ứng dụng anh chị chọn nó đã được gỡ cài đặt thành công. Và mình muốn sắp xếp lại cái màn hình chính thì mình vuốt nhẹ một cái là xong. Bây giờ em sẽ lôi cái ứng dụng Zalo ra ngoài. Đấy, nếu như mà những cái ứng dụng này nó nằm rời rạc như thế này thì anh chị không nên lo lắng, anh chị chỉ cần vuốt nhẹ trên màn hình lên một cái, thế là xong, nó sắp xếp lại cho anh chị rất là ngay ngắn. Chọn vào tác vụ xong ở đây để hoàn thành. Sau khi mình sắp xếp những cái biểu tượng như thế này được hoàn mỹ rồi thì mình không muốn người nhà của mình, đặc biệt là mấy trẻ nhỏ trong nhà, thay đổi những cái biểu tượng này nữa, thì mình làm cách sau đây. Mình vào trong một cài đặt, anh chị kéo lên, chọn vào màn hình chính và màn hình khóa ở đây, chọn vô, xuất hiện cái dòng chữ khóa bố cục màn hình chính, anh chị khóa lại, sau đó bấm trở về. Từ nay thì không còn di chuyển những cái biểu tượng này được nữa, và mặc định nó sẽ sắp xếp như thế. Thứ nhất rất là gọn gàng, thứ hai rất dễ sử dụng. Anh chị sử dụng tất cả những cái tác vụ ngoài màn hình chính đã quen rồi thì bây giờ anh chị xài như thế cực kỳ tiện lợi. Và nếu như anh chị nào mà lỡ khóa không biết mở thì mình chỉ cần vào cài đặt, vào trong một màn hình chính và màn hình khóa để mở ra thôi. Màn hình chính và màn hình khóa, và cái chỗ khóa bố cục màn hình chính anh chị tắt xuống, thế là xong. Rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Mẹo tiếp theo nữa là anh chị cài phần trăm pin. Mặc định điện thoại Oppo khi anh chị mới mua về nó không có phần trăm pin, nó chỉ có dạng hiển thị đồ họa thôi. Nếu như anh chị muốn cài phần trăm pin trên điện thoại Oppo thì mình vào cài đặt, sau đó mình bấm vào dòng thông báo và thanh trạng thái ở đây. Tiếp theo anh chị chọn vào thanh trạng thái, và phần trăm pin đã xuất hiện, anh chị chọn vô. Ở đây nó sẽ hỏi anh chị là biểu tượng pin bên ngoài, nghĩa là nó nằm ở ngoài là 72% ở đây, hoặc là biểu tượng nằm bên trong thì phần trăm pin nằm ở bên trong. Thì đây là cái cách anh chị chọn thế nào cũng được. Sau đó anh chị bấm ra ngoài khoảng trống là xong. Nó còn thêm một cái kiểu nữa là pin ngang hay pin đứng. Ở đây kiểu pin, chọn vào. Và ở đây là kiểu đứng, viên pin đứng. Ở đây là viên pin ngang. Ở đây là vòng lặp. Và ở đây là ẩn luôn, ẩn luôn cái kiểu pin. Nhưng anh chị chọn dọc như thế này sẽ đẹp hơn, đỡ chiếm diện tích trên thanh thông báo hơn. Và sau đó bấm ra ngoài khoảng trống, trở về, tận hưởng thành quả cực kỳ hay ho. Và mẹo cuối cùng là mẹo chụp màn hình bằng 3 ngón tay khi vuốt trên màn hình điện thoại Oppo như thế này. Mặc định điện thoại Oppo đã bật tính năng này lên, nhưng nếu điện thoại Oppo anh chị đang sử dụng mà anh chị vuốt không được thì anh chị vào trong một cài đặt, sau đó anh chị kéo xuống, anh chị bấm vào tính năng đặc biệt, chọn vào đây. Lúc này thì mình chọn vào cái mục ở dưới này, cử chỉ và chuyển động. Tiếp theo vuốt xuống bằng 3 ngón tay để chụp ảnh màn hình đang tắt, anh chị bấm bật lên, thế là xong. Và đây là một trong 9 cái mẹo cực kỳ hay anh chị sử dụng điện thoại Oppo nhất định phải biết. Nếu như
anh chị nào xem video này anh chị thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Và sắp tới em còn ra rất là nhiều video để hướng dẫn anh chị sử dụng chiếc điện thoại Oppo của mình một cách tối ưu nhất. Thật ra thì điện thoại Oppo có rất là nhiều những cái tính năng hay mà cả điện thoại iPhone và điện thoại Samsung vẫn không có những cái tính năng này. Thì nếu như anh chị nào theo dõi kênh YouTube Giang Huy 93, anh chị vào trong một danh sách phát, chọn vào một Oppo, anh chị sẽ xem được rất là nhiều video mẹo hay cũng như là cách sử dụng chiếc điện thoại của mình, đặc biệt là chiếc điện thoại Oppo. Video đến đây là hết, hẹn gặp lại quý khán giả trong video tiếp theo. Chúc tất cả quý khách một ngày thật tốt lành.